$1 to $2. I mean, sorry, 1 to 2 hours. Bạn đi hỏi chợ sinh viên. Chúc mừng năm mới và chào mừng quý vị đến với hội sinh viên của tổng hội sinh viên điều hành năm nay tham gia tổ chức. Cảm ơn quý vị đã đến và mong quý vị sẽ có nhiều niềm vui cho hội sinh viên năm nay. Happy New Year and welcome to the annual UVSA Dev Festival. Thank you for coming and enjoy the rest of your day at Dev Festival. Feliz año lunar y bienvenidos a la UVSA Dev Festival. Gracias por venir y disfrutar el resto del día de la festival. Tổng hội sinh viên đã trao tặng hơn 1 triệu quỹ kim cho các hội ngành trong cộng đồng từ những số tiền lời của hội tết sinh viên. Khi mua một vé vào hội tết sinh viên, quý vị không chỉ giúp cho các bạn trẻ mà còn tổ chức rất nhiều lợi tại miền Nam Canada. Conservatively. As you guys can see, it's hard to tell probably up close. If I pull down, you might be able to see there's little spaces in between all these dots. As long as you do those little spaces, it'll heal perfectly. We'll let you finish up back there, Dr. Emmer, and we will check out the results a little later. Let's see how she looks now. Okay.
rất tốt xuân để cầu cho mọi người mãi mãi một mùa xuân. Cơn yêu trong phong tục lâu đời của dân tộc Việt Nam còn mang triết lý âm dương, được viết qua hai chữ cà và khôn, nằm trong hình ảnh cái nón và cây gậy của chữ đồng tử và tiên dương. Nó bao hàm sự thống nhất và tương trợ giữa âm và dương. Hay sự không cách. Dạ không. Dính răng dữ lắm nha.
chợ chợ tối ha, chợ đêm nay mát nè, cái đầu ấy trời trời, cái đầu ấy hồi chợ. Hồi xưa nó có một lần nó mở đường bôn xa, nó lót hai đầu đường này nó mở. Không biết lúc đó hình như cái đây mấy đầu quá mà chắc cũng không biết. Xa xa đó thấy không, mọi người thấy không, đây là mấy cái thứ pháo họ chuẩn bị treo sẵn, chút nữa họ sẽ đốt của mình lễ khai mạc của một chợ. Còn chỗ này là chỗ mà lễ khai mạc họ trình diễn, thì chắc mình cũng không tới đây ngồi đâu, giờ này nắng quá, mình ngồi đi trong khi mình ăn uống một chút chắc mình cũng về, mình chỉ quay sơ vậy thôi ha.
cái dịp nào mình sẽ quay chi tiết hơn. Chứ còn bây giờ mình ngồi chờ thì như tới 1 giờ hay 1 rưỡi gì đó mình bắt đầu khai mạc. Cùng nhau hát cho vui nha quý vị. Lần xem ta chúng người người mừng ai năm phu vui lúa tham ai người thương xa lời thương người công nhân ấm no khó đi đời ra lao niềm khó. Đời lành mà người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bạn mẹ già.